Xin chào các bạn, trong video này Trincoin Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách stake token Casper vào validator của Trincoin Việt Nam. Mục đích là để cho các bạn có lãi cũng như là có thể hold dài hạn, đỡ ngứa tay bán non, cũng như là cách ủng hộ đội ngũ Trincoin Việt Nam. Và chúng ta sẽ bắt đầu clip ngày hôm nay. Và đầu tiên thì bạn sẽ vào cái link mà mình mô tả, phần mô tả có để. Rồi, sau khi vào đây thì bạn sẽ bấm vào nút Delegate. Trước khi bạn muốn Delegate thì bạn phải cài cái ứng dụng Extension, bấm vào cái link đó và cuối cùng bấm vào Add to Chrome, chọn bấm vào nút Add Extension. Đợi một lát. Rồi, sau khi đã cài xong thì bạn tắt và quay lại đây, bấm nút Refresh F5 lại. Nó hiện ra cái nút này, bạn bấm vào đây. Sau này, tiếp theo đó bạn phải chọn một cái mật khẩu mới dài 10 ký tự và phải có đủ chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt. Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa, chọn Create Vault. Sau đó bạn tiếp tục bấm vào nút Create Account, nhập một cái tên bất kỳ, chọn tiếp. Dòng thứ hai, chọn phần đầu tiên ND, chọn Create. Sau đó bấm Connect để kết nối vào Casper Start. Bấm xác nhận Connect một lần nữa. Rồi, bạn phải tiến hành chuyển cái Casper từ bên sàn vào trong cái ví của bạn. Thì bạn copy cái địa chỉ ví bạn mới tạo qua bên sàn và tiến hành các thủ tục rút như bình thường. Chọn số token bạn muốn chuyển đến ví, bấm Withdraw. Bấm vào dấu tích để xác nhận là những thông tin bạn vừa nhập đã đúng. Bấm xác nhận một lần nữa. Rồi, trong khi chờ đợi thì bạn hãy lưu lại cái địa chỉ ví và các thông tin cần thiết khác để sao lưu lại ví phòng khi máy tính bị hư. Bạn bấm vào cái biểu tượng Casper ở trên góc phải màn hình, nhập mật khẩu và chọn Download Active Key. Thì bạn thấy là sẽ có xuất hiện ba cái file đó vừa tải về, thì bạn lưu những cái file đó vào một cái vị trí an toàn để sau này có thể khôi phục lại được ví. Đó, sau khi ví nhận được cái số token từ sàn chuyển qua thì bạn quay lại cái link ở dưới phần mô tả của video này và bấm vào đó thì nó sẽ hiện ra cái validator TCVN team. Sau đó bạn chọn cái số token Casper bạn muốn stake vào, bấm nút Next. Tiếp theo, xác nhận một lần nữa đúng thông tin và sau đó bấm nút Delegate màu đỏ. Bạn phải bấm Unlock lại một lần nữa để nó xác nhận lại đúng mật khẩu của bạn hay không. Mình làm lại một lần nữa nhé. Chọn số token Casper bạn muốn stake vào, bấm Next, kiểm tra và bấm Delegate. Rồi, xác nhận là mật khẩu một lần nữa và bấm mình lock. Rồi bấm sign để đồng ý stake vào. Rồi bạn sẽ thực hiện thành công. Bạn hãy bấm mật khẩu một lần nữa để kiểm tra. Rồi bạn đợi một lát để hệ thống hoàn tất cái thủ tục stake vào node của team Trincoin Việt Nam. Sau khi xác thực thành công thì bạn sẽ thấy được thông báo Delegate Success, có nghĩa là bạn đã làm thành công rồi đấy. Khi mà bạn quay về với lại cái ví, cái địa chỉ ví lúc đầu á, thì bạn sẽ xem được cái là bên phải cái ô stake amount đúng bằng với lại cái số lượng token Casper mà bạn chọn stake vào lúc nãy. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là vào cái phần thông tin ví của mình. Đó, bạn xem view account. Đó, thì nó sẽ hiện ra được cái lịch sử mà bạn đã stake vào. Stake vào đúng như team Trincoin Việt Nam team là được nhé. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.